Chào mọi người, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người hai cách để có thể lưu trữ file một cách hiệu quả hơn trên desktop connector ha. Đầu tiên, mọi người có thể thấy ha, đây là các file được lưu trữ trên ACC và nó có hình biểu tượng là đám mây nè. Bây giờ mình sẽ mở một file lên. Thì khi mà mình chọn mở một file lên á, cái file đó sẽ được tải về máy của mình trước, sau đó mới mở lên. Đây. Và khi file đã được tải về á, nó sẽ có cái dấu tích xanh này. Có nghĩa là nó đã được tải về và nó đang chiếm cái dung lượng trong bộ nhớ trên máy tính của mình. Để giảm cái dung lượng lưu trữ này, mình sẽ click vào đây. Mình click vào cái file ha, mình cần giảm ha. Mình click phải nè. Rồi show more. Mình sẽ chọn là free up space. Đó, đây nó hiện thông báo là mình chọn yes nè. À, để mình tắt file đó. Rồi mình chọn free up space. Yes. Đó. Cái file trên máy tính của mình á, nó đã được xóa rồi ha. Nhưng mà file trên nền tảng đám mây thì vẫn còn nha. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình có thể thay đổi nơi lưu trữ file. Khi mà mình cài đặt trên máy tính á, mặc định desktop connector sẽ được cài đặt trên ổ C và lưu trữ dữ liệu trên ổ C. Đây. Mình có thể chuyển đổi nơi lưu trữ dữ liệu sang một nơi khác bằng cách là mình chọn cái biểu tượng của nó nè. Mình chọn help nè. Mình chọn change workspace nè. Đó, rồi mình chọn yes. Đó, lúc này mình sẽ chọn một nơi khác folder nè, rồi mình lưu trữ. Khi mà mình tiến hành thay đổi nơi lưu trữ, mình sẽ có một số lưu ý như sau. Thứ nhất là cái desktop connector của mình á, nó đang không có ở trong trạng thái là work offline ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó không có bất cứ một cái pending action nào đang xảy ra. Cái thứ ba là sau khi mình chuyển đổi nơi lưu trữ file xong á, thì những cái dữ liệu cũ đã được lưu trữ trên ổ C, nó không được chuyển sang cái nơi lưu trữ mới cho mình đâu nha. Rồi, mọi người cũng có thể xem thêm bài viết về chuyển đổi nơi lưu trữ ở trên đây ha. Và sau khi mà mình chuyển đổi nơi lưu trữ xong á, mình cần restart lại cái desktop connector này để cho nó kích hoạt lại nơi lưu trữ mới ha. Vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người hai cách để có thể lưu trữ file một cách hiệu quả hơn trên desktop connector. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.